chưa. Hồi nãy sư bá của Quỳnh kêu Quỳnh hãy cẩn thận con tiểu yêu nữ này, đừng bị ta mê hoặc. Tống Thanh Thư là cái gương trước mắt, Quỳnh thì phải nên cẩn thận đó. Sao cô lại biết? Cô có thuộc Nhị Phòng hả? Nếu sau này họ nghĩ lại, nhất định sẽ không trách Tống Thanh Thư, ngược lại sẽ trách Chu cô nương hồng nhan quả thủy, quỷ đi một đời thiếu hiệp võ đan. Tống sư bá là quân tử hiểu biết đạo lý, làm sao mà trách lầm người ta? Hễ người mà thường tự cho mình là quân tử thì càng dễ trách lầm. Cô nói cũng có lý, có phải thật ta đã trách lầm cô? Có phải Quỳnh đang nghĩ cả thúc bá của Quỳnh cũng trách lầm tới Quỳnh, và Quỳnh cũng đã trách lầm tới ta? Hỉ, sao trong lòng của ta nghĩ cái gì cô cũng đoán được. Đi đi, ta đi kiếm chục cô nương với Quỳnh. Nếu không cô lọt vào trong tay của Tống Thanh Thư, Quỳnh sẽ thê thảm. Ta có gì mà thê thảm? Ừ, đúng nghĩa phụ của ta, mình hãy đến Lô Long gấp. Đi đi. Được. Ây da. Ê, hai vị đại gia, hai vị đại gia. Tỉnh dậy đi, tỉnh dậy mau, tỉnh dậy mau. Hai vị đại gia à, hay già làm gì chứ? Hey, tỉnh lại đây, thiệt tình à. Ở đây tới Lộ Long không còn bao xa, hôm nay nghỉ cho khỏe, ngày mai mới lên đường. Được, quyết định vậy. Đi. Hí, ở căn này hả? Vì cứu nghĩa phụ, chuyện rất nguy cấp, quyết định nửa đêm lên đường. Sau khi xong việc, Dương Mưu Lương Ngộ. Chị cô nương, hãy cẩn thận dưỡng thương, cẩn thận dưỡng thương. Dù sao cô không thể theo ta được, tránh đi nghĩa phụ đánh cô bị thương. Nhưng mà trong thành này luôn cả bóng của một tên ăn mày cũng không thấy. Lạ thiệt. Kỳ quái, không lẽ đánh cái bàn tụ hợp tại đại hội giàu có? Chưa. Nếu như Trần Hữu Lương, Trần trưởng lão gửi thư quả tốc tới đây, hẹn chúng ta tụ họp tại Lô Long cái bàn để mưu đồ đại sự, nhất định phải hết sức cẩn thận. Quần hùng trên giang hồ tìm kiếm Tạ Tốn để đoạt đồ Long Bảo Đao chí tôn võ lâm. Bây giờ bảo đao không còn trong tay Tạ Tốn, và hắn nhất định không tiết lộ bảo đao đang ở đâu. Chúng ta nhốt hắn ngoài hậu viên, chờ Trần trưởng lão tới đây rồi sẽ bàn tính kỹ lại. Sửa ban chủ, tại sao phải chờ Trần trưởng lão tới rồi mới nói chuyện được? Ông đâu phải là ban chủ, ông muốn là được sao? Thiệt quá đáng. Quỳnh hãy nghĩ kỹ lại đi. Kim Mao sư dương Tạ Tốn trên giang hồ đã 20 mấy năm nay, có kẻ nào đã lấy được một sợi lông sư tử của ông ta hay chưa? Vậy mà Trần trưởng lão của chúng ta bắt hắn dễ như trở bàn tay. Đừng nói chi trong bổn bang không có ai bằng,
võ lâm cũng chưa chắc có ai làm được. Phùng huynh đệ, coi đây, huynh hãy đích thân tới Hào Châu tìm Hàng Sơn Đồng, trao lá thơ này cho hắn tận tay, nói cho hắn nghe quý tử của hắn hiện đang có mặt tại đây bình an vô sự, gọi hắn phải thành tâm đầu hàng bổn bang. An tâm đi, ta sẽ đối xử với quý tử của hắn đàng hoàng tử tế. Bác chủ, đưa thơ ba cái chuyện nhỏ này hình như không cần tôi phải đích thân đi chứ hả? Nửa năm nay Hàng Sơn Đồng và đám người của hắn rất hưng dượng, đại tướng với tài của hắn gồm có Chu Nguyên Chương, Từ Đạt Thường, Ngộ Sung, tất cả đều là những tay cao thủ bản lãnh. Lần này Phùng huynh đích thân đi là phải thuyết phục Hàng Sơn Đồng quy hàng bổn bang, kêu hắn phải phục chúng ta, và còn phải dò thăm đại tướng của hắn xem có tính toán chuyện gì hay không. Huynh đệ, nhiệm vụ đưa thơ lần này rất là quan trọng. Huynh nói đi, chuyện như vậy làm sao gọi là nhỏ được hả? Thôi được rồi, coi vụ nghĩa phụ và chỉ nhựa bị nhốt ở tại chỗ này, ta phải cứu họ ra trước, sau đó mới trừng phạt cái đám cái bang này một trận. Trần trưởng lão khi nào tới đây? Dạ tốt ở đâu? Đúng rồi, đúng chỗ nào? Từ từ nghe tôi nói. Ai đây? Sa nghĩa phụ đại triển thần quay, giết hết cái đám người này rời khỏi đây rồi. Đây là tín hiệu của Minh giáo chúng tôi. Hồi nãy ngoài đường ta thấy có bóng người bay qua bay lại bức tường này, theo đáng lẽ là nghĩa phụ. Chỉ là không biết nghĩa phụ bị cái bang bắt được, chắc có lẽ là bởi vì nghĩa phụ không thấy đường cho nên khó đề phòng biến thế của cái bang. Ta phải được theo nghĩa phụ để hỏi rõ sao. Chưa. Làm sao mà để lại dấu hiệu Minh giáo dọc đường rõ ràng như vậy được? Nhất định là kế điều hổ ly sơn. Sử Quá Lâm, ngươi ra đây. Nghĩa phụ, chỉ nhượng. Nghĩa phụ, Quá Lâm, ngươi ra đây. Nghĩa phụ, nghĩa phụ, Sử Quá Lâm. Chỉ nhược, chỉ nhược.
nhường nghĩa phụ đâu. Muội không biết. Đi. Khoan đã. Các hạ là Trương Du Kỵ, giáo chủ của Minh giáo có phải không? Không dám. Tại hạ là Trương Du Kỵ của Minh giáo. Ông là hôm nay ta từ xông vào tổng đài của cái bang, xin sử ban chủ hãy thứ tội. Tiếng tầm của Trương giáo